Thưa quý vị và các bạn, hôn mê do đái tháo đường là biến chứng do bệnh đái tháo đường gây ra. Nếu như người bệnh đái tháo đường có lượng đường cao hoặc thấp hơn mức cho phép bình thường thì có thể dẫn tới hôn mê. Khi người bệnh đã rơi vào trạng thái hôn mê mà không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì có khả năng gây tử vong rất cao. Để tìm hiểu rõ hơn về biến chứng hôn mê do bệnh đái tháo đường thì chúng ta cùng gặp lại tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Thanh Hóa, trưởng khoa hồi sức cấp cứu, phó giám đốc bệnh viện Nội tiết Trung ương. Và xin kính chào tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Thanh Hóa. Vâng, chào anh Ngọc. Kính chào quý vị khán giả của O2 TV. Vâng, câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn gửi tới bác sĩ Trần Thị Thanh Hóa và tôi nghĩ đây là cũng là những điều mà khán giả rất là muốn biết, đó là tình trạng hôn mê là gì thưa bác sĩ? Hôn mê nghĩa là cái trường hợp mà ý thức của người bệnh nó đã suy giảm. Vâng. Người bệnh không nhận biết được các cái hiện vật, tất cả mọi thứ xung quanh thì người ta chấp nhận tạm thời để gọi là hôn mê. Nhưng mà đối với hôn mê trong cái bệnh đái tháo đường thì lại là khác. Đối với bệnh lý đái tháo đường mà hôn mê thì có 4 loại. Thứ nhất là hôn mê do tăng đường huyết, hay còn gọi là hôn mê tăng áp lực thẩm thấu. Thứ hai là hôn mê nhiễm toan ceton. Thứ ba là hôn mê hạ đường huyết. Thứ tư là hôn mê do nhiễm toan axit lactic. Nhưng mà hôn mê nhiễm toan axit lactic thì ít gặp. Vâng. Còn ba cái trường hợp kia thì gặp tương đối. Tôi muốn hỏi kỹ hơn bác sĩ Thanh Hóa về tình trạng hôn mê do hạ đường huyết ạ. Tình trạng hôn mê này là như thế nào ạ? Và tại sao lại người bệnh lại rơi vào cái tình trạng hôn mê như vậy ạ? Vâng, để mà nói hôn mê hạ đường huyết nghĩa là cái đường máu của bệnh nhân nó quá thấp, dưới 3,9 mmol, thì người ta đã gọi là hạ đường huyết rồi. Vâng. Nhưng cũng có những trường hợp thì nó lại hạ rất là thấp. Thế thì cái hôn mê hạ đường huyết thường là do bệnh nhân tiêm insulin quá mức, hoặc là bệnh nhân tiêm insulin nhưng lại bỏ ăn, hoặc là bệnh nhân dùng các cái thuốc hạ đường huyết nhóm sulfonylurea thì cũng gây hay hạ đường huyết. Vâng. Có nhiều bệnh nhân ấy, người ta bận rộn hoặc là đau lâu ốm dài, người ta tiêm hoài rồi xong mệt mỏi. Yeah. Tiêm xong nó ốm đau mệt mỏi mà cũng quên mất cả ăn ấy. Đấy là rất là hay gặp. Các cái triệu chứng của nó ấy, thì đầu tiên là có thể là mệt mỏi. Rồi bệnh nhân có thể cứ ngáp nhiều. Rồi thấy đầu óc là cứ u ám. Yeah. Rồi hoa mắt, chóng mặt, cồn cào, đói. Thì quá cái giai đoạn đấy đến một cái, nếu như mà người bệnh biết, nhận biết được những cái triệu chứng đấy mà người bệnh ăn luôn một cái thức ăn gì bên cạnh, hoặc là uống cốc nước đường, hoặc ăn cái kẹo gì đấy, thì nó sẽ giải quyết được với những cái triệu chứng mà nó mới có. Còn mà sau những cái giai đoạn, những cái triệu chứng đấy rồi mà người bệnh không tự phòng cho mình được ấy, thì nó sẽ dẫn đến nó đói quá, nó mệt, thì đường càng hạ dần thì bệnh nhân bắt đầu sẽ đi vào hôn mê. Nghĩa là bệnh nhân sẽ lạnh toát, vã mồ hôi, tay chân nó lạnh. Lúc đấy phải đưa bệnh nhân vào một cái cơ sở y tế gần nhất, bất kể là một cơ sở y tế nào, từ trạm y tế xã hay huyện gì thì cũng phải đưa bệnh nhân vào. Và chúng ta người nhà đều phải nói là người bệnh bị đái tháo đường, để cho nhân viên y tế có một cái phản xạ thử cái đường máu, hoặc là cắm cái chai đường gluco để truyền cho người bệnh. Cũng có những cơ sở mà người ta cũng có thể là chưa có cái máy đường huyết thử cá nhân, nhưng qua các cái triệu chứng lâm sàng thì có thể là vẫn điều trị thử được. Vâng. Nếu trường hợp mà thấy bệnh nhân hôn mê sâu rồi lạnh toát vã mồ hôi, chúng ta cứ thử bơm cho bệnh nhân 1-2 bơm 50 ml đường 30% vào mà bệnh nhân tỉnh. Đấy cũng là những cái test mà chúng ta biết đấy là cái hạ đường huyết. Sau khi sơ cứu xong thì chúng ta có thể chuyển bệnh nhân lên tuyến khác. Vâng. Vô cùng quan trọng đấy ạ. Gần đây nhất thì chúng tôi có một bệnh nhân đái tháo đường type 1 gây vào hôn mê hạ đường huyết vào 4 giờ sáng thì đi vào một bệnh viện ở Thái Bình. Nhưng là rất là đáng tiếc thì không phát hiện ra bệnh nhân là hạ đường huyết, trong để em của bệnh nhân nói là anh tôi bị đái tháo đường. Nhưng mà các bác sĩ cứ nghĩ là hôn mê gì đấy cho nên cứ vác bệnh nhân đi chụp cắt lớp não đến 3 lần mà cũng không phát hiện ra. Sau để mãi thì mới phát hiện ra là cái đái tháo đường, hôn mê của cái hạ đường huyết. Quả thật là một trường hợp rất đáng tiếc. Và vâng. Bệnh nhân vừa đến khám bệnh hôm thứ ba vừa rồi, bệnh nhân kể lại và tôi đã cho bệnh nhân làm lại toàn bộ các cái xét nghiệm thì thấy đường máu của bệnh nhân lúc này chỉ còn có 6 và chỉ số HbA1c 6,1%. Nghĩa là cái đường máu mà khi kiểm soát cái liều pháp 4 mũi insulin của bệnh nhân kiểm soát tích cực thì rất là tốt. Vâng. Nhưng ngược lại, bên cái kiểm soát quá tốt mà người bệnh chưa nắm vững được mà để cho cái hạ đường huyết mà hôn mê như thế, quả thật là rất nguy hiểm, đến mấy ngày liền.
cũng may cho bệnh nhân là bệnh nhân đã thoát khỏi và bệnh nhân đã sống trở lại. Vâng, và ngay sau đây thì mời tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Thanh Hóa cùng quý vị khán giả sẽ theo dõi đoạn hình ảnh mà chúng tôi đã ghi lại được trong quá trình tác nghiệp. Đây là một bệnh nhân nữ 68 tuổi. Bệnh nhân này đã được chẩn đoán và điều trị đái tháo đường tăng huyết áp hơn 20 năm nay. Một năm nay thì bệnh nhân điều trị tại Hưng Yên và đang được các bác sĩ ở đấy cho cái liệu pháp tiêm insulin là 3 mũi, nhưng là insulin trộn, mít-tắc 30-70. Bệnh nhân lại được tiêm buổi sáng 27 đơn vị, buổi trưa 27 và buổi tối 20. Chắc là một cái sử dụng insulin trộn nhưng nó chưa được hợp lý. Vì vậy mà cái đường huyết của bệnh nhân kiểm soát nó quá là mạnh mẽ nên bệnh nhân gây ra cái hạ đường huyết. Thấy bà biểu tượng là chân tay duỗi thẳng, thẳng chân thẳng tay và rên hừ hừ và mắt trợn lên, thì là tôi thấy biểu hiện nó là đường huyết thấp tụt. Thế là tôi thử mã đường thì đường có hơn 1 phẩy, thế là tôi vội vàng đưa vào cấp cứu luôn. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, Glasgow 8 điểm. Tim mạch tim thì 89 lần phút, huyết áp thì 160/90. Nhưng khi ấy chúng tôi thử cái đường huyết mao mạch thì chỉ có 1,9 mmol thôi. Và bệnh nhân đã được tiến hành xử trí cấp cứu khẩn trương trong đêm. Thì đường huyết của bệnh nhân sau 15 phút thì chúng tôi truyền đường 30% thì thử lại thì đường huyết của bệnh nhân đã lên được 8,7. Rồi sau đấy thì lên được trên 10. Và chúng tôi đã duy trì một cái chai đường 5 truyền thì bệnh nhân tỉnh táo trở lại. Và sau những cái đợt như thế này thì đây cũng là những cái bài học để cho tất cả những người bệnh mà khi sử dụng insulin thì cần phải chú ý, rất là chú ý, đặc biệt là những bệnh nhân tuổi lớn tuổi thì tiêm insulin thì phải chú ý cái biểu hiện của hạ đường huyết. Thứ hai nữa là người nhà cũng cần phải có những cái hỗ trợ cho người bệnh. Nếu như mà những người già mà ngủ một mình mà không có con cái ngủ bên cạnh thì quả là những cái hạ đường huyết về ban đêm là rất nguy hiểm đến tính mạng. Thưa bác sĩ, tôi cũng có đọc được một tài liệu và tôi được biết rằng là cái hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu thì là một cái biến chứng cấp tính ở người bệnh đái tháo đường và thường gặp nhất là vào những người đái tháo đường type 2 mà bị mất nhiều nước. Vâng, về cái tình trạng hôn mê thế này thì bác sĩ có giải thích gì thêm? Hôn mê tăng áp lực thẩm thấu thì đúng là thường gặp ở cái những người bệnh đái tháo đường type 2 mà tương đối lớn tuổi. Cũng có thể là người bệnh chưa điều trị gì. Chúng tôi cũng đã gặp những cái trường hợp mà chưa hề điều trị mà khi phát hiện đã bệnh thì đường máu tăng cao cả một quá trình gây ra cái mất nước trong tế bào, làm cho cái da của bệnh nhân khô. Mà đây là một trong những cái dấu hiệu mà người ta khám bệnh mà chúng ta có thể biết là da khô khi chúng ta béo da của người bệnh lên. Mà để rất lâu cái da nó mới đàn hồi trở lại được, tức là trũng rất lâu. Đấy người ta gọi là dấu hiệu caspase dương tính. Thì bệnh nhân là có những cái triệu chứng như là khát nước, uống nhiều, mệt và sút cân. Sau đấy thì cũng có những triệu chứng như là mắt nhìn mờ, rồi biểu hiện mất nước lâu ngày thì là làm cho cái dấu hiệu caspase như tôi vừa nói đấy, nó sẽ là dương tính. Rồi dần dần là bệnh nhân thấy ý thức nó u ám dần, rồi là đau đầu. Rồi dần dần những cái triệu chứng đấy nó sẽ tăng dần lên, và nếu như người bệnh không được điều trị, dần dần sẽ dẫn đến cái tăng hôn mê tăng cái áp lực thẩm thấu. Mà khi những cái trường hợp hôn mê tăng áp lực thẩm thấu mà chúng ta đối với những người lớn tuổi mà kèm theo các cái bệnh lý như viêm phổi thì quả thật là rất là nặng nề. Vâng. Nếu như chúng ta không xử trí kịp thì bệnh nhân có thể tử vong rất là cao. Vâng, cụ thể hơn thì sao ạ? Về những cái xử trí kịp thời để giúp cho người bệnh có thể thoát khỏi những trường hợp bị rơi vào tình trạng hôn mê, người nhà bệnh nhân cần phải làm những gì ạ, thưa tiến sĩ Trần Thị Thanh Hóa? Nếu như mà người nhà bệnh nhân mà thấy những bệnh nhân có những triệu chứng như mất nước rồi mệt mỏi như thế mà chúng ta có cái đường máu, có cái máy thử cá nhân máu mạch ấy, chúng ta thử ngay. Thường những cái máy mà máy máu mạch, máy cá nhân thì đường không bao giờ mà đo được đến 3 đến 40 mmol. Mà thấy máy đề chữ là 2, nghĩa là đường rất là cao mà không thể đo được nữa. Mà người bệnh mệt thì chúng ta phải đưa người bệnh vào một cơ sở y tế gần nhất để xử lý cấp cứu đã. Còn mà những trường hợp mà vào, chúng ta ưu tiên hàng đầu là phải bù nước và điện giải. Sau đấy thì kiểm soát insulin.
Với những cái kinh nghiệm mà để điều trị tăng áp lực thẩm thấu máu, những cái tuyến dưới thì người nhiều khi cũng chưa thể đủ các cái phương tiện để chuẩn đoán, hoặc là cũng chưa thể, còn các bác sĩ cũng chưa phải là chuyên sâu để mà chuẩn đoán ngay được cái tăng áp lực thẩm thấu, thì các bác sĩ hãy cắm những cái dịch truyền nhất định để xử trí cấp cứu qua cho người bệnh, sau đấy chuyển đến những cái cơ sở y tế mà chuyên khoa. Tùy theo cái natri máu để chúng tôi đưa cái lượng dịch khác nhau vào, có thể là đưa cái natri chloro 9 phần nghìn hoặc là 4,5 hoặc nghìn phần nghìn, hoặc là chúng tôi có thể đưa cái dung dịch glucosa 5%, thì tùy theo cái mức độ natri và tùy theo từng người bệnh một để đưa cái lượng dịch khác nhau. Sau đấy thì phải bù cái kali máu liên tục cho người bệnh. Bằng cách theo dõi điện giải đồ 2 giờ một lần và ghi cái điện tâm đồ để chúng ta theo dõi. Điều chỉnh cái rối loạn nước và điện giải là vô cùng quan trọng đối với cái tăng áp lực thẩm thấu. Chúng ta phải rất chú ý. Nếu như khi bệnh nhân tỉnh rồi thì chúng ta phải cho bệnh nhân tự uống nước thật thoải mái, không hạn chế. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đối với người bệnh đái tháo đường thì việc kiểm soát đường huyết, giữ cho đường huyết luôn luôn ổn định là một điều hết sức quan trọng. Nó không chỉ trực tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe của người bệnh mà còn quyết định chất lượng cuộc sống của họ. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với câu chuyện của một người bệnh đái tháo đường. Cách đây 10 năm, trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, bà Cao Thị Cẩm được chẩn đoán mắc bệnh đái tháo đường. Thời điểm đó, bà không có hiểu biết gì về căn bệnh này nên không tránh khỏi lo lắng. Nhưng sau khi được bác sĩ tư vấn, bà dần thích nghi với cuộc sống mới bằng cách luôn lắng nghe cơ thể mình. Mỗi tháng một lần, bà đều đến bệnh viện để khám sức khỏe định kỳ. Thường thì mỗi lần khám, bà được một bác sĩ khác nhau khám, và cũng từ đó bà lại tích lũy cho mình thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe. Cái này của bác đường máu huyết toán của bác là 8,8 ạ. Đường máu xoay của bác là 10,6, như vậy là huyết áp được nhé. Huyết áp thì cháu sẽ chỉnh cho bác thêm một chút nhé. Đây là đơn thuốc của bác nhé. Bác này là một trong những bệnh nhân mà tuân thủ điều trị cũng như là có cái tinh thần rất là tốt. Hàng tháng bác đến đúng ngày khám, dù có trời mưa trời gió hay như nào thì bác vẫn cố gắng đi khám đúng lịch. Tiểu đường hôm nay là 10 năm rồi, nhưng mà mọi sinh hoạt vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả, vẫn uống thuốc, tập thể dục đều đặn, vậy vô tư vui vẻ, không có vấn đề gì cả. Bên cạnh việc kiểm soát đường huyết bằng thuốc thì chế độ ăn hợp lý, vận động thể lực hàng ngày đã giúp đường huyết của bà ổn định trong suốt 10 năm qua. Có lẽ với lỗi suy nghĩ như vậy, bà đã chiến thắng được bệnh tật để có một cuộc sống bình yên, giản dị. Biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường: nhồi máu cơ tim, suy thận, giảm thị lực, suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới. TDK kết hợp từ 7 thảo dược quý hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh tiểu đường. TDK giúp hạ đường huyết và cholesterol trong máu, giúp ngăn ngừa biến chứng tim mạch và biến chứng thần kinh ngoại biên do bệnh tiểu đường gây ra. TDK ổn định đường huyết, phòng ngừa biến chứng. Thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi kỹ hơn về tình trạng hôn mê do nhiễm toan-xê-tôn ạ. Chúng ta hiểu về tình trạng hôn mê này như thế nào và nguyên nhân nào dẫn đến hôn mê do nhiễm toan-xê-tôn thưa bác sĩ? Vâng, thường là người bệnh đường máu tăng cao. Thứ hai là những cái người bệnh mà đang sử dụng insulin tự nhiên ngừng insulin đột ngột. Và đây cũng là những cái do cái thiếu hụt insulin một cách tuyệt đối. Insulin không còn ở trong máu, nó mới gây ra đường máu cao và tăng ra các cái sể ketonic trong nước tiểu. Với lại những cái trường hợp mà những người bệnh sau khi bị những cái stress hoặc là những cái chấn thương, các cái nhiễm trùng cấp tính thì thường bị các cái hôn mê nhiễm toan-xê-tôn. Hôn mê nhiễm toan-xê-tôn thì thường gặp trong bệnh lý đái tháo đường type 1. Nhưng trong cái những cái người bệnh đái tháo đường type 2 thì cũng có thể gặp hôn mê do xê-tôn, xê-tôn niệu dương tính. Là với những cái trường hợp đấy là trường hợp mà do thiếu hụt insulin quá mức. Hoặc là cái lượng insulin ở trong máu của người bệnh thấp và người bệnh kèm theo những cái bệnh lý nhiễm trùng thì hay gây ra cái
hôn mê nhiễm toan xê-tôn. Vâng, đối với tình trạng hôn mê do nhiễm toan xê-tôn thì có những cái triệu chứng bệnh sinh như thế nào ạ? Các chuyên gia, các bác sĩ sẽ căn cứ vào những triệu chứng lâm sàng hay cận lâm sàng ra sao để có thể chẩn đoán là một người bệnh này là bị hôn mê do nhiễm toan xê-tôn ạ? Về triệu chứng lâm sàng thì nó có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu ấy thì bệnh nhân có thể là lơ mơ, rồi mệt mỏi, vâng, rồi u ám. Đến cái giai đoạn thứ hai thì là cái giai đoạn tiền hôn mê, thì có thể là kích thích vật vã, dấu hiệu mất nước rõ, khát nước, uống nhiều, rồi xong là ý thức lơ mơ và đường máu cao quá ngưỡng dẫn đến đi vào hôn mê dần. Vâng. Về triệu chứng về xét nghiệm thì đường máu thường tăng rất là cao, cũng khoảng từ 16-17 mmol, pH máu tăng, nhưng thường là có cetone máu tăng và cetone niệu dương tính. Đấy là xét nghiệm công thức máu thì chúng ta thấy là có cái hiện tượng cố đặc máu, ví dụ như là hồng cầu tăng, hematocrit tăng. Vâng. Đấy là những cái triệu chứng về xét nghiệm mà để chỉ điểm cho chúng ta. Hoặc là có những bệnh nhân nữa thì do mất nước lâu thì nó có thể chức năng thận, nó có thể gây ra ure tăng và creatinine tăng, người ta gọi là suy thận chức năng. Vâng. Nếu những trường hợp này mà chúng ta phát hiện sớm, điều trị kịp thời thì sẽ giải quyết được. Vâng, tôi thắc mắc thêm một điều rằng là với những cái triệu chứng lâm sàng thì cái thời gian của mỗi cái giai đoạn như là bác sĩ đã vừa chia sẻ thì thường kéo dài trong bao lâu ạ? Từ cái giai đoạn 1 đến giai đoạn 2 thì rất là nhanh. Vâng. Nó chỉ có thể vài tiếng hoặc một hai hôm thì nó sẽ dẫn đến cái triệu chứng hôn mê luôn. Vâng. Chứ còn tất cả những cái bệnh nó đã diễn biến từ trước rồi mà người bệnh không biết. Đến cái giai đoạn mà nó đã là nhiễm toan xê-tôn thì nó đã rất là nặng rồi. Với đường huyết cao cả quá trình. Do cái tuyến tụy của người bệnh nó không còn insulin để nó kiểm soát được đường máu nữa. Do vậy nó mới sinh ra kèm theo những cái nhiễm trùng hoặc là thiếu hụt insulin đột ngột, nó mới sinh ra cái cetone máu tăng cao và cetone niệu nó nhiều ở trong nước tiểu. Đặc biệt nữa có một cái điều trong hôn mê nhiễm toan cetone thì người bệnh có những cái triệu chứng như là đau bụng. Vâng. Vì là có những cái triệu chứng đau bụng mà các bác sĩ của chúng ta có thể nhầm đấy là đau bụng ngoại khoa. Nhưng đấy là chính là những cái trường hợp mà cetone máu nó tăng cao. Thứ hai nữa là người bệnh có cái hơi thở mùi, như là người ta gọi là hơi thở mùi cetone, như kiểu chúng ta đi đánh móng chay móng chân có cái mùi ấy, mùi cetone ấy. Hoặc là bình thường ở ngoài thì chúng ta gọi là những cái mùi táo ủng ấy, quả táo ủng ấy. Thì đấy là những cái mùi rất là đặc trưng. Rồi khi bệnh nhân đến thì bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện về rối loạn về hô hấp, như là thở nhanh nông, thở Kussmaul, thở nhanh nông, rồi rối loạn về thân nhiệt, rối loạn về hô hấp. Đấy là những cái mà triệu chứng mà người bệnh cần phải chú ý, hoặc là các bác sĩ của chúng ta hoặc là nhân viên y tế của chúng ta ngửi thấy cái mùi thở của người bệnh. Vâng. Và những cái người bệnh gầy còm ốm yếu thì chúng ta phải nghĩ ngay đấy là trường hợp đang chuẩn bị hôn mê nhiễm toan xê-tôn. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Thanh Hóa về những thông tin mà bác sĩ đã mang tới cho chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu nói như thế này: không chết vì bệnh đái tháo đường mà chỉ chết do biến chứng của nó gây ra mà thôi. Vâng, mặc dù đái tháo đường là bệnh mạn tính, phải chung sống với bệnh suốt đời, nhưng cũng không vì thế mà khiến cuộc sống của bạn trở thành màu xám. Chỉ cần có kiến thức về bệnh, cách chăm sóc sức khỏe khi mắc bệnh, thì chúng ta vẫn có được chất lượng cuộc sống như bao người khác. Và để khép lại chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi tới quý vị, đặc biệt là những người đái tháo đường, một clip về cách phòng hôn mê do bệnh đái tháo đường. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Cần phải kiểm tra đường huyết định kỳ để phát hiện sớm đái tháo đường và điều trị kịp thời. Đặc biệt những người có các triệu chứng như ăn nhiều, khát và uống nhiều, tiểu nhiều, gây sút cân nhanh, cũng có khi chán ăn, buồn nôn, nôn cần nhanh chóng đi khám. Bệnh nhân đã được chẩn đoán bệnh thì cần kiểm soát đường huyết chặt chẽ, tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Dùng thuốc đúng liều, đúng giờ, không nên vì quá nóng vội mà dùng thuốc quá liều hoặc tự ý đổi liều, ngưng điều trị đột ngột. Cần có chế độ sinh hoạt khoa học. Đi dạo 30 phút mỗi ngày, giúp hấp thu insulin và tiêu thụ glucose tốt. Chia nhỏ bữa ăn. Bạn nên chia nhỏ làm 5-6 bữa một ngày. Việc này rất hữu hiệu nhằm đảm bảo lượng đường huyết được chia đều. Quế, sữa, bưởi giúp insulin hoạt động hiệu quả, hạn chế glucose. Ngủ đủ giấc, thiếu ngủ sẽ tàn phá insulin nhưng ngủ nhiều cũng gây tác hại như thiếu ngủ. Vì vậy, 8 tiếng một ngày là đủ. Chọn lựa đường phù hợp. Các loại đường mía thường chứa nhiều glucose,
trong khi đường không năng lượng y quan lại không hề chứa glucose mà còn có vị ngọt tự nhiên gấp 8 lần đường thông thường.